Tiễn là người Covid là dễ chát đúng không? Cái quan trọng mà lúc đó không biết sợ chát, chỉ sợ làm sao mà về cha được cái ký đầu vậy thôi. Suốt trần năm mấy tuổi rồi chưa làm được chuyện gì đại sự, chưa làm được gì chuyện gì dễ dàng, và chưa có nói hết những ý của mình muốn nói cho tất cả mọi người nghe. Quê hương chúng ta là ở trên thiên đàng thiệt sự, chứ không phải quê hương chúng ta là ở nơi này. Chồng con hay là những cái người thân của mình đây đều là giả tạm hết. Tất cả những cái duyên mà gặp ở dưới thế gian này đều là phù du hết. Đó là vậy. Là vì chỉ có một cái gia đình trên trời, một cái gia đình dưới thế gian. Chỉ thấy gia đình thế gian đúng là phù du. Những đứa em, những người bà con rất là bạc bẽo. Mỗi lần Kiệt bệnh, ai là người đến thăm Kiệt? Mẹ hay mấy anh ở trên thôi. Thì sau này Kiệt mới hỏi là tất cả mọi người thường cũng vậy, đều có một cái gia đình riêng ở cảnh. Thân nhân của mình, của con, của chị đều là ở cảnh. Bởi vì có những người tại sao có những cái tai nạn lớn, rồi có những vị theo hộ mạng để mà qua vượt qua được những cái tai nạn xe đụng rồi này nọ, thì là do những người thân đến cảnh giúp mình. Xuống đây mình phải tu, mình không có thể nào mình cứ lo lăn sang lo cho con, rồi lo cho cháu ngoại, rồi lo cho em, lo cho anh. Mình cứ lo như thế hoài, mình quên đi cái thần hồn riêng của mình, mà mình không có về trời được. Không phải cái chuyện nói là như mình lơ họ, không phải. Mình cũng phải độ họ luôn. Nhưng mà hôm nay á, mình mang họ thiên, thì dĩ nhiên họ sẽ bị dữ như lắm. Mà muốn thương họ đó, mình phải từ từ, mình có bản lãnh rồi mình giải thích cho người ta biết. Mang họ thiên rất là nặng nề, không phải dễ đâu. Họ Diệu hay Maria hay Joseph là nó không tưởng, mà không tưởng đã đi đến ngõ cụt rồi. Đến một lúc bề trên đã thay đổi. Tất cả sau này, cả những người ngoại quốc, những người khắp thế giới, giàu cho thiên John, thiên David hay là thiên tên mở gì anh mà ra đô gì đó, là cũng là chữ thiên. Chữ thiên sau này là một danh từ bất hủ của toàn thế giới, không cần phải dịch ra gì hết. Bữa có nhiều người hỏi comment, hỏi thiên tướng Kiệt, nhưng mà dịch ra là cái gì? Chữ thiên dịch lại không phải là God, không phải, cũng là thiên. Nhưng người Mỹ sang rất là nhiều người hiện giờ là đã mang họ thiên trên thế giới rất là nhiều đó. Một cái đại đạo khi mà xuống trần thì lúc nào cũng gặp rất là nhiều gian nan. Những năm đầu á, cái ngày mà 16 tháng 3 năm 2017 thì cha với mẹ xuống lập cái đạo này ở thế gian, ở tại núi Thiên Long Sơn. Ngày đó cái bầu trời của hôm đó các chư thiên xuống rất là đông. Cha ban xuống cái đạo. Cõi của mình cũng giống như khán giả ngồi thân, nhưng mà thật sự khi mà Thượng Đế mà ban lệnh xuống, ban lệnh cho toàn các chư thần ở toàn cái quả địa cầu này đều quỳ hướng đó và thừa nhận cái đạo này để mình gia hộ. Ở bên kia đó, một cái hành sự hay là một cái làm một cái chuyện gì đó, cũng phải là do cha ấn định thì nó mới có cái hiệu lực. Ngoài những cái chị hồi sáng rồi thấy dấu hiệu thiên tâm cứu được, gọi bên Việt Nam cũng vậy. Đó là dấu hiệu thiên tâm, nó có sự màu nhiệm là do những cái vị hộ pháp thiện thần của Công giáo, của Phật giáo và của bên Hồi giáo cũng đang support, cũng đang gia hộ với cái thiên tâm.